tươi chắc. Và chị cần đây mất từ từ quen cái tay á, không thích bà. Ký là nói chứ không để ký đâu, ký nó vô nó chua. Đó đấy, ký sao mà cần ký được mấy cái này ai chịu nấu không nè, đó này nó hết xị rồi nè. Cho thức ăn này nữa để cho về mức mấy cây đó, lát nữa cho. Chuyện thu lại chứ hái gì, thu lại mấy anh em đi á. Thu lại là sao? Mình đi thu mua á. À, tí nữa mình thu lại nha. Thu mà thu cái gì hôm nay? Cái không có thu mà nó dắt sẵn chai. Phải thu nào? Có nè, 3 ký mấy gì đó á. Tầm nửa 3-4 ngày nó đi, 2-3 đứa đi. Này view chắc thì mình mua. Dạ. Pha không đổ gì hết. Cái này có pha sao pha? Ừ, cho nó cho ăn đường vô cho mệt. Ăn nước. Chị phải giữ cái ông mà ông đổ vuông 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 á. Cái đó ông nuôi con này đó. Tự đi tao bắt cái gì mà thịt pha cái gì. Con này à, con này pha với canh. Sáng uống, tối uống. Ba tử luôn á. Này pha cho bia cũng mặt thêm nè. Này mà đâu biết sự sự đi bắt đường. Chợ đi giao cho người ta giao con ký khởi phát rồi người ta tự người ta làm. Đây nhặt giùm. Mấy giờ? Đáng lẽ là con ký là chấp nhận nha chị hai, nhưng mà em bảo đảm mà không đủ là không có lấy đó.
mất tiền là có chị hai thì khó chịu quá. Đúng. Gọn hết tinh sợi. Bộ này nó bể mà nó còn bọc tùm lum đây. Ai cũng nói bơm, ngồi đây bơm luôn nè, bơm mất cái lỗ phải bơm thì chết luôn là được. Nó hợp năm là biết quen liền. Đó biết quen mà. Làm cái tiệm khỏi đó muốn chỗ thêm mới nè. Mới xa đá. Chỗ nào? Ngay chỗ thôn phủ đối diện trạm y tế. Chỗ nhà ông Ba Cẩn biết không? Bà đó anh làm ngay cái này 3-4 năm rồi. Cũng ở đâu có mật đúng không? Có, đó bị có gì? Nước là... Sao đủ không biết chợ? Đủ hả? Quá ai ghê á. Nghĩ sao cơ? Không đủ thì chấp nhận cho. Mệt ghê á. Thì nó vô lấy. Nó cũng đậu. Đó. Ở vừa nãy không cho ta lánh đó. Rồi đem về bé. Nghĩ sao vậy? Cho ừ gai. Mùi nắng mà ông có tăng ghê chưa nè. Đó, quay giúp cha. Mà anh nét trên đó là trời à. Mà nhìn lũ đẹp bay chơi gì biết. Mà anh nét trên đó đâu. Gì mà khi đó gì mà nó ít nước à. Nó bị bể ổ nè. Thì đâu có nước đâu mà dắt. Ta bị mắc bệnh gì nó bệnh gì mà. Ké chứ mấy cái ké đó nè nó vuông cái là nó để ăn được nó hơi mọt vô nó chua.